Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy một video hoặc là một hình ảnh mà các bạn đã quay được hoặc đã chụp được từ camera. Đầu tiên các bạn vào camera và các bạn đây mình ví dụ nhé, ví dụ mình chụp một bức ảnh. Đấy, mình đã chụp xong một bức ảnh và mình quay một đoạn video, đến nút quay này. Sau đó dừng. Sau khi camera đã quay và đã chụp ảnh xong thì mình vào vào phần này để lấy dữ liệu các bạn nhé. Đây các bạn vào cái và các bạn quay trở lại màn hình này, đang quay trở vào tab thứ tư. Đây 1 2 3 4. Trong phần tab thứ tư này sẽ có phần tệp cục bộ. Trong này sẽ có hai phần là nơi lưu trữ của video là ở bên trái này, nơi lưu trữ hình ảnh là bên phải này. Đây. Hoặc là lưu trữ video đây. Và đây thì các bạn muốn tải về thì các bạn ấn hình hình tải về ở góc dưới cùng bên trái nhé. Đó, nó báo đã xuất thành một thành công. Như vậy là các bạn vào trong trong phần dự đa phương tiện để mà lấy hình ảnh nhé. Ok. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách lấy video và hình ảnh từ camera.